Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Khi đấy, Thảo Uyên gửi đến quý vị bản tin liên quan đến tiểu bang Iowa. Iowa lúc trước là theo Dân Chủ, rồi từ cái nghiêng bây giờ thì bên phía đảng Dân Chủ không thèm chọn Iowa trong các cuộc bầu cử sơ bộ nữa, bởi vì các anh bảo thủ quá, càng ngày càng nghiêng về màu đỏ. Và đó là lý do tương tự như Texas, người dân da trắng, Mỹ trắng ở Iowa ngày hôm nay không thích di dân bất hợp pháp. Và họ đã áp lực lên chính phủ, trong đó kể cả thống đốc và quốc hội Iowa nữa, rất nhiều người theo đảng Cộng Hòa. Và họ cũng tìm cách đưa ra các dự luật tương tự như Texas, ngày hôm nay là tiểu bang thứ hai. Và qua đó cho phép cảnh sát được quyền bắt giữ di dân bất hợp pháp phạm vào những cái tội mà họ xét liên quan đến việc thủ đi làm mà không có giấy tờ mà rồi bị bắt. Thì bây giờ cái luật này đó, thực sự đó, nó mang cái tính biểu tượng, có nghĩa là mang cái tính đe dọa nhiều hơn. Muốn đưa ra cái tin tức này cho di dân bất hợp pháp nói. Và khi mà người di dân bất hợp pháp họ chọn lựa đó, thay vì họ tới Iowa thì họ né. Tương tự như là họ tới Texas, họ muốn tới Texas thì họ tìm kiếm những cái thành phố nào có đông người nói tiếng Tây Ban Nha và không có bị thực sự là săn lùng. Thực sự thì nói ở cả tiểu bang Texas là bảo thủ, nhưng mà có những thành phố lại rất là thân thiện với người di dân bất hợp pháp. Iowa chưa biết được, nhưng mà họ nói rằng tôi đưa ra cái luật này răn đe nhiều hơn, bởi vì họ biết sớm muộn gì thì bên phía chính quyền của ông Biden và Bộ Tư pháp, thì ngay lập tức Bộ Tư pháp, chưa kể là kể cả tổ chức bảo vệ di dân, họ là những cái tổ chức ngay lập tức họ có luật sư thiện nguyện đứng ra để tranh đấu cho di dân. Bắt, nhưng mà rồi thưa quý vị, bắt mang đi đâu? Thì mục đích răn đe, bắt những người này, họ nói rằng bắt sẽ bị giam giữ, nếu như mà tiếp tục vi phạm sẽ bị giam giữ và trục xuất. Thì cái chữ trục xuất rất là mơ hồ. Ngay cả chính phủ Hoa Kỳ muốn trục xuất những cái kẻ giết người, những cái kẻ phạm tội cũng gặp khó khăn, bởi vì họ phải liên lạc với Mexico, họ phải liên lạc với chính quyền Guatemala, vân vân, Nicaragua, El Salvador, những quốc gia có người di dân sang đây, và kể cả những người mà Venezuela đó mà phạm tội ở đây, như trong trường hợp có những kẻ mà đã phạm tội rồi, muốn trục xuất những người này cũng không đơn giản. Nghĩa là sau khi họ phải được ông thẩm phán ký nhận kết tội là đã vi phạm rồi, liên lạc với chính phủ của quốc gia mà họ muốn trục xuất tới, anh phải nhận lại. Thì có những chính phủ Venezuela nói chúng tôi không nhận những người này, hoặc là thí dụ Trung Quốc họ không đồng ý họ nhận, thì cũng không có trục xuất được, mà vẫn phải tiếp tục giam giữ. Mà giam giữ trong nhà tù Mỹ đó, nó đã đông rồi mà bây giờ lại thêm những cái người di dân này nữa, lại gây thêm khó khăn về ngân sách cho chính phủ Mỹ. Cho nên nói lại thì nói, mang tính răn đe nhiều hơn. Khi nãy chúng tôi có gửi đến quý vị một bản tin liên quan tới Ukraine. Đây là lữ đoàn Azov, một trong những lữ đoàn hung dữ nhất của Ukraine và can trường lì lợm nhất của Ukraine. Nga rất sợ lữ đoàn Azov này. Thì trong cái vụ tấn công trước đây đó, thì Nga đã lên tiếng cáo buộc là trong cái đợt tấn công đó, lữ đoàn Azov này đã giết hại dân thường, hãm hiếp, rồi khi mà đánh vào phía những cái khu vực mà họ biết được có người Nga ở đó. Thì cáo buộc này được đưa ra rồi để bị lên án. Thế thì chính phủ Hoa Kỳ áp dụng một cái đạo luật mang tên là Lehi, tên của ông thượng nghị sĩ. Luật này ngăn cấm Hoa Kỳ cung cấp vũ khí và viện trợ cho bất cứ một lữ đoàn nào, một quốc gia nào mà vi phạm tội ác chiến tranh. Thì ngay cả Do Thái bây giờ đó, tòa án quốc tế nói rằng vi phạm tội ác chiến tranh
mà lẽ ra Hoa Kỳ phải áp dụng cái luật này để không cung cấp vũ khí cho Do Thái. Có làm được không? Cho nên ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố sau thời gian điều tra thì họ thấy rằng tất cả những cái tin tức liên quan tới lữ đoàn Azov vi phạm nhân quyền, giết hại thường dân đó, là sai sự thật, mà lại nằm trong cái chiêu trò của Nga tung ra những cái tin tức sai lạc này để lên án lữ đoàn Azov này. Thế thì Bộ Ngoại giao sáng ngày hôm nay tuyên bố lệnh cấm lữ đoàn Azov sử dụng vũ khí của Mỹ đã được rút lại. Và ngày hôm nay lữ đoàn Azov vỗ tay mừng quá, nhảy lên, bởi vì trong thời gian qua họ sử dụng toàn là vũ khí của Nga với lại Ukraine không thôi, mà họ rất là cần thiết những cái loại vũ khí chiến đấu của Hoa Kỳ, nhất là các loại Patriot, loại hỏa tiễn, xe tăng vân vân, không sử dụng được trong thời gian qua, ít nhất là từ 2023 đến giờ, vào thời điểm phía Hoa Kỳ cứu xét cái trường hợp cáo buộc nhắm vào lữ đoàn Azov tấn công thường dân. Thì đó là một cái tin rất là vui. Và ngày hôm nay lữ đoàn Azov tiếp tục sử dụng ngay lập tức thì vũ khí đã được chuyển và để đối phó với quân Nga, đặc biệt ở khu vực Donetsk, thưa quý vị. Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, vào ngày hôm qua có một người phụ nữ vốn là thuộc giới thượng lưu ở tại Los Angeles đã nhận một cái bản án 15 năm tù cho một cái vụ bà ta uống say xỉn, đụng chết người, sau đó lại hit and run, đụng xong rồi bỏ chạy. Tuy nhiên cái bản án này bây giờ đó bị gia đình của các nạn nhân cũng như là công chúng đó, họ bất bình, cho là thẩm phán đã thiên vị cho bà ta một cái mức án quá nhẹ. Ở đây là Rebecca Grossman, 60 tuổi thưa quý vị. Chuyện xảy ra là vào ngày 29 tháng 9 năm 2020. Tối ngày hôm đó, đó bây giờ theo hồ sơ từ phiên tòa xét xử cho thấy bà Rebecca này lúc đó mặc dù là đã có gia đình nhưng mà bà ta lại ngoại tình, có một người bạn trai, ông bạn trai tên là Mark Erickson. Hai người đi ăn uống dinner với nhau rồi có uống rượu. Tuy nhiên lúc mà ra về đó thì cả hai mỗi người lái một chiếc xe riêng. Thì bà ta lái một chiếc Mercedes màu trắng và vì giống như là xỉn xỉn, có chút hơi men trong người, cho nên cả hai đó đường phố vắng vẻ khoảng sau 9 giờ. Cho nên là bây giờ theo lời công tố viên, cả hai đua xe thôi quý vị. Tại vì sau khi tai nạn xảy ra đó, họ lấy được dữ liệu trong cái xe thì bà ta đua với cái tốc độ là 81 dặm một giờ. Thì khi mà đang đua như vậy đó, bắt đầu đến một cái ngã tư thì có thể trời tối và bà ta đang bị hưng phấn rồi bị xỉn xỉn, cho nên là bà ta không thấy đường. Cho nên là lúc đó gia đình của hai em nhỏ này thưa quý vị, Mark và Jacob, đi cùng với mẹ và một em gái 5 tuổi nữa, nghĩa là bốn người họ đang băng qua đường có cái đèn đường của mình. Tuy nhiên bà Rebecca này đó, cái xe của bà chạy trước, cho nên xe của bà là cái xe đầu tiên mà lao vào cái gia đình này. Thì bây giờ cái người mẹ đó rất là tội nghiệp. Bà không có níu kịp hai đứa con trai, tại chắc hai đứa con trai 8 tuổi với 11 tuổi đi đằng trước. Bà đang dắt đứa bé gái 5 tuổi, cho nên bà chỉ kịp kéo đứa con gái và giật lùi lại. Bà chứng kiến cái cảnh chiếc xe Mercedes-Benz của cái người đàn bà này tông thẳng vào hai đứa con trai của bà, mà như bà thấy rõ ràng có một đứa bị kẹt ở trên cái đầu mui xe đằng trước này nè thưa quý vị, mà bà ta vẫn không có ngừng lại, chiếc xe vẫn lao đi cho đến khi mà chắc lúc đó bà ta đạp được cái thắng rồi đó, là đứa nhỏ nó rớt xuống, nó văng ra một cái quãng đường đến 250 feet và đứa bé trai kia thì bị hất tung ra bên ngoài. Vậy mà người mẹ kể là cả hai cái xe sau khi thấy như vậy đó ngừng có chút xíu thôi thưa quý vị, chỉ trong vòng có 2 giây, tại sau đó công tố viên họ lấy được cái dữ liệu trong xe thì thấy là từ 81 bà đạp xuống 71, rồi cái bà thấy bà đụng như vậy rồi bà phóng xe đi tiếp, hai cái xe chạy mất tiêu, để lại bốn mẹ con nằm ở trên đường thưa quý vị. Thì đến cuối cùng, bởi vì người mẹ chứng kiến rồi cảnh sát họ truy lùng và sau đó họ đã bắt được. Tuy nhiên khi mà ra tòa đó,
mặc dù là đã được xét nghiệm. Thứ nhất là cái lượng nồng độ cồn ở trong máu của bà ta vượt quá mức quy định, rồi chưa kể là tìm thấy được một cái chất thuốc an thần ở trong máu nữa. Cho nên vậy mà từ khi mà ra tòa, bà ta liên tục không nhận tội, rồi giống như là cứ chối, cứ nói là bà ta không thấy cái gia đình này, không biết bằng cách nào, rồi vẫn nói là bà ta không có uống rượu xỉn. Và chưa kể là trong suốt cái phiên tòa kéo dài gần 3 năm qua đó, bà ta nhiều lần tìm những cái cách trì hoãn phiên tòa, nói là cái người công tố viên trước đó đã liên quan đến những cái vụ án tầm bậy gì đó, không biết. Bà ta chỉ viện cớ để mà cái phiên tòa của bà ta bị dismiss mà thôi. Nhưng cuối cùng thì công tố viên đòi 34 năm vì đụng chết hai đứa nhỏ, nhưng mà thẩm phán lại chỉ đưa ra có 15 năm là cái mức mà nhẹ nhất trong cái khung hình phạt, thì khiến cho công chúng họ không phục với cái mức án này. Chúng tôi tiếp tục với bản tin đáng chú ý sau bản quảng cáo. Đây là sản phẩm số 1 Nhật Bản được nhiều người tin dùng và sử dụng, giảm ngay các triệu chứng và biến chứng của tiểu đường như mệt mỏi, đảm thị lực, tê bì tay chân, loét bàn tay chân tiểu nhiều. 80% bệnh nhân đều giảm được lượng đường chỉ từ sau 2 đến 3 tuần sử dụng. Ngoài ra còn giúp lưu thông khí huyết, mỡ máu, thải độc cơ thể. Một hộp có 14 miếng, mỗi tối trước khi đi ngủ anh chị sẽ dán 2 miếng vào lòng bàn chân rồi đến sáng hôm sau bóc ra. Đang có bán tại Bảo T-Shop 800 899 5565 hay 714 230 5591.